Đi Morning nhá. Của Đi Morning. Đi Morning. Ha ha ha. Đi Morning. Đi Morning. Cậu ấm 2 tuổi thà khóc trên xe mẹ còn hơn là cười trên Kimonin khiến cộng đồng mạng cười muốn xỉu. Sáng ngày hôm nay được bố đưa đến trường, nhưng vừa bước ra khỏi nhà lại thấy bố đánh con ô tô mình không thích đến. Cậu bé chỉ mới 2 tuổi thôi nhưng đã nhất quyết khóc lớn, đòi phải đổi xe. Ra chỉ cái xe đấy cho bố lấy cho đi. Trời ơi, mới 2 tuổi thôi mà ghê gớm con ạ. Là con muốn đi xe nào? Con về thấy đi xe này nhá. Nhà thì xe hơi chất cả bãi, nhưng mà ánh mắt của cậu ấm chỉ va vào duy nhất con mẹt đắt nhất nhà. Thậm chí chấp nhận hết yêu cầu của bố, chỉ mong muốn được ngồi xe sang. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Cái gì hả con? À, muốn đi xe mẹ con chất á? Mẹ cái gì? Đi Morning được. Đi Morning đi con. Sau một hồi khóc lóc đàm phán thêm anh trai đổ dầu vào lửa thì... Đi Morning nhá. Hả? Của Đi Morning. Này có nhiều người ước mà chưa được đâu con nhá. Cả bố và mẹ đều bất lực chuyển xe cho hai cậu ấm biết hưởng thụ từ bé này. Ôi, nỗi khổ của thiếu cha, sáng dậy sớm đau đầu vì chọn xe gì đi mẫu giáo. Cháu nó cũng biết ngồi xe nào cho thoáng với êm chứ bộ. Sau này nó lớn nó đòi lấy hoa hậu thì anh bán hết tài sản nha. Cháu ngoại tôi được 2 tuổi cũng nhất định không đi xe máy mà phải đi ô tô. Có lẽ đây là nỗi khổ của con nhà giàu mà mình không bao giờ được trải nghiệm. Bạn nghĩ như thế nào? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.